안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. có một vài nhóm bạn học viên á đang muốn hỏi về học tiếng Hàn ở Xuân Mai á, thì được biết là mình đang muốn tạo sân chơi tiếng Hàn miễn phí. Xin chào tất cả các bạn, thì vui bên cạnh đây là một giáo viên dạy tiếng Hàn, anh cũng đã sống và làm việc ở Hàn Quốc trên 10 năm, kinh nghiệm tiếng Hàn anh cũng rất là khá, và bên đó là một giáo viên rất là uy tín trong khu vực xung quanh ở đây. Mình được biết rằng là ở Xuân Mai á và các khu vực lân cận có rất nhiều khu công nghiệp như khu công nghiệp Lương Sơn, khu công nghiệp Phú Nghĩa và khu công nghiệp Thạch Thất á. Thì địa bàn này có rất nhiều người Hàn sống cũng như các công ty của Hàn làm việc á. Các bạn ở khu vực này rất muốn tìm một cái nơi để giao lưu tiếng Hàn á. Thì chúng ta là những người đã ở bên Hàn rồi, mình có thể chia sẻ với các bạn ở Việt Nam khi mà các bạn có những cái thiếu sót trên đấy không? Xin chào tất cả các bạn. Thì trước hết là tôi xin được giới thiệu về bản thân. Tôi tên là Kiên. Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đã sống và làm việc tại Hàn Quốc được 7 năm. Và bên cạnh tôi là anh Triều, cũng đã sống và làm việc ở Hàn Quốc được 11 năm và cũng mới trở về Việt Nam. Anh đã tham gia giảng dạy tại trung tâm Bách Khoa Xuân Mai được trên 4 năm kinh nghiệm rồi, và anh là một trong những giáo viên giỏi của trung tâm. Thì tới đây thì anh em chúng tôi có kế hoạch là mở một lớp đào tạo tiếng Hàn miễn phí cho các bạn nào có đam mê và sở thích tiếng Hàn. Thì cái lớp tiếng Hàn chúng tôi sẽ được khai trương và khai giảng vào đầu tháng 12 năm 2018. Thì mong các bạn nếu như ai có cái đam mê, cái sở thích tiếng Hàn Quốc muốn được khám phá, hoặc là có nhu cầu đi du lịch, đi học tập hoặc là đi xuất khẩu lao động, thì hãy đến trung tâm Bách Khoa Xuân Mai tại cổng trụ trường Đại học Lâm nghiệp để tham gia khóa học tiếng Hàn miễn phí. Anh nhà Triều, anh sẽ đôi lời chia sẻ các bạn. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi xin được giới thiệu, tên tôi là Triều. Năm nay tôi 40 tuổi. Tôi cũng đã đi làm việc ở bên Hàn Quốc 11 năm. Thì hôm nay đến đây trung tâm đào tạo máy tính và ngoại ngữ bên Bách Khoa. Thì chúng tôi đến tháng 12 tới đây, còn chúng tôi có dự kiến là mở một lớp đào tạo về khoa học tiếng Hàn miễn phí cho các bạn. Nếu như các bạn có nhu cầu thì hãy đến với trung tâm Bách Khoa chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn anh và em sẽ trao cái may mắn này cho các bạn ở khu vực Xuân Mai. Cảm ơn anh Kiên và anh Triều. Rất mong sẽ có nhiều bạn quan tâm đến cái việc học tiếng Hàn cũng như tìm hiểu về ngôn ngữ văn hóa Hàn, phục vụ cho sở thích của bản thân cũng như cái mong muốn phục vụ cho công việc. Xin cảm ơn anh và hẹn gặp lại các anh trong tháng 12.